À, dạ em xin kính chào cô chú anh chị nha, cô chú anh chị. Em tên là Hương, có kênh vlog là Hương Vlog nha. À, em xin kính chào cô chú anh chị. Đây là buổi trưa tại mộ của cô Năm Vũ Linh ha. Đây là có hai mâm cơm. Một mâm này là của Thảo. Thảo với nhà của Hồng Loan là cô Năm Vũ Linh ha, gửi lên cúng ha. Còn mâm bên kia là khán giả của Di Minh gửi cúng cho cô Năm ha cô chú anh chị. Đây, em cũng cập nhật buổi trưa để cô chú anh chị xem là đây là hai mâm cơm. Nãy thì 15 mét có cúng lẩu cho cậu Năm, bây giờ thì có hai mâm cơm. Trời quá nắng. Cơm chiên Dương Châu nha, cơm chiên Dương Châu mà cơm chay nha cô chú anh chị. Canh mướp với đồ xào. Đây là cô Thảo là cúng cho cô Năm. Bên kia thì cơm với mì xào ha. Đây bàn thờ của cậu thì hồi nào cũng trái cây. Bông hoa đầy đủ nha cô chú anh chị. Đây là bông này là của 15 ớt mua. Cũng 15 mét mua về cũng cầu Năm ha. Còn bên đây, còn bên đây thì có khán giả ngày hôm qua. Nắng quá. Mùa của cậu Năm thì hồi nào cũng bông hoa trái cây cúng chiến đầy đủ ha cô chú anh chị. Nhật ở đây xung quanh ở đây để cô chú anh chị xem nha. Kênh của em cũng mới, nếu cô chú anh chị xem thấy kênh có ý nghĩa mà vừa hay thì cô chú anh chị xem xin một like, một đăng ký kênh ha cô chú anh chị. Cái này là con chân cao quá hả? Ai biết đâu. Cô Thảo nào vậy? Dạ em cũng xin kết thúc video đó nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị thấy xem kênh thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. Dạ em xin cảm ơn.